Bệnh viện Hoàng Mỹ Bình Phước vừa đưa vào hoạt động khoa y học cổ truyền, phục hồi chức năng, tạo điều kiện thăm khám và điều trị cho bệnh nhân, tránh quá tải cho các bệnh viện tuyến trên. Dịp này, bệnh viện tổ chức cuộc thi ảnh yêu thể thao với mục tiêu đánh thức tinh thần yêu thể thao, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Đồng thời tổ chức khám, điều trị miễn phí, trao tặng 50 phần quà cho các hộ khó khăn, người cao tuổi, người có công với cách mạng trên địa bàn. Trong 2 năm qua, bệnh viện đã khám miễn phí cho 3.100 người, tặng gần 2.000 phần quà cho các đối tượng là người cao tuổi, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn.